Chào bạn, chào các Pioneer. Có vẻ như mạng lưới Pinetwork đang liên tục đốt nóng thị trường bằng những diễn biến liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Ngay khi các số liệu on-chain gần đây đã cho biết có hàng triệu Bitcoin vừa mới về mainnet, tốc độ đào của mạng lưới Pinetwork đã tiếp tục giảm so với tháng trước, tức là độ khó khai thác của Pi cũng đã được nâng lên một tầm cao mới. Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho biết phí giao dịch của mạng lưới sẽ sớm được điều chỉnh giảm mạnh. Thông tin này là một tín hiệu vô cùng tích cực cho cộng đồng. Vì ngoài việc giảm chi phí giao dịch, nó còn báo hiệu cho định giá của Bitcoin có thể tăng mạnh trong tương lai. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin mời các Pioneer hãy cùng phân tích chuyên sâu hơn về vấn đề này. Đừng rời mắt khỏi màn hình, đây là những nội dung rất quan trọng mà các Pioneer cần phải hiểu rõ. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau đây. Phần 1. Phí giao dịch giảm cực mạnh 100 lần. Phí giao dịch trên mạng blockchain là một dạng phí bắt buộc mà người gửi phải chấp nhận nếu muốn gửi tài sản của mình đi. Thông thường thì phí giao dịch còn được gọi là phí gas. Trên mỗi mạng lưới khác nhau, phí giao dịch cũng sẽ khác nhau. Ví dụ mạng Ethereum, phí gas giao dịch còn thay đổi tùy thuộc vào thời điểm nhiều giao dịch hoặc ít giao dịch. Càng nhiều giao dịch cùng một lúc thì phí gas càng cao và mạng lưới sẽ ưu tiên cho những giao dịch có phí gas cao nhất. Bên cạnh đó, cũng có những mạng lưới cố định phí giao dịch ở một mức nhất định. Và Pi Network chính là trường hợp này. Hiện tại, mỗi giao dịch chuyển Pi trên mạng lưới của Bitcoin đang được quy định là 0,01 Pi. Và mức phí này đã áp dụng từ khi mạng testnet và mainnet kín được áp dụng. Tức mỗi giao dịch, cho dù là 100 Pi, 1 Pi hay là 0,0001 Pi, thì phí giao dịch vẫn sẽ là 0,01 Pi. Tưởng chừng như là khá thấp, tuy nhiên nếu định giá Bitcoin đạt vài trăm đô hay vài ngàn đô, thì mức giá này sẽ cực kỳ cao. Ví dụ, giá Bitcoin đạt 314 đô thì phí giao dịch 0,01 Pi sẽ là 3,14 đô, khoảng 75-80.000 Việt Nam đồng một giao dịch. Hoặc giá 1.000 đô thì mỗi giao dịch sẽ mất 10 đô tiền phí, tức là 234.000 Việt Nam đồng. Mức phí cao như vậy rõ ràng là không hợp lý nếu Pi đi vào đời sống thường nhật. Nếu thực sự mạng lưới sẽ giảm chi phí thì sự kiện này sẽ mang lại rất nhiều ý nghĩa cho Pi Network. Phần 2. Ý nghĩa đặc biệt của việc giảm phí giao dịch. Trên thực tế thì nếu Pico Team quyết định thay đổi phí giao dịch thì ngay lập tức nó sẽ tác động đến các vấn đề như sau. 1. Thông thường phí giao dịch sẽ được chi trả cho các máy nốt vận hành mạng lưới. Nếu giảm phí, đồng nghĩa với tiền thưởng và doanh thu của các máy nốt sẽ giảm theo. 2. Phí giảm mạnh sẽ rất có lợi cho các Pioneer vì mỗi giao dịch đều tốn phí. Điều này sẽ giúp các Pioneer tiết kiệm được nhiều phí giao dịch hơn. 3. Nỗi lo về phí giao dịch 0,01 từ lâu đã được đề cập đến. Nó khiến cho Bitcoin không thể định giá cao được. Vì nếu Pi giá cao thì đồng nghĩa với việc mỗi giao dịch đều sẽ tốn phí rất cao. Điều này là không hợp lý cho sinh hoạt đời thường. Trên đây là những chia sẻ mà chúng tôi muốn gửi đến các Pioneer để chúng ta có thể khai thác được tính ưu việt của mạng lưới Pi trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì video của chúng ta cũng đã đi đến đoạn kết. Xin cảm ơn tất cả các Pioneer đã chú ý theo dõi. CryptoLeakVN rất vui khi được cùng các Pioneer đồng hành khám phá Pi Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới Pi Network. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.